Chào quý vị, hôm nay Kaden Channel trở lại để chia sẻ với quý vị những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 4 năm 2022. Sau đây xin mời quý vị cùng nghe chúng tôi chia sẻ nhé. Tìm thấy 3 tử thi đã bị phân hủy nặng ở trong một ngôi nhà ở Irvine. Vào sáng thứ Tư thì 3 thi thể có vẻ là người trưởng thành đã được tìm thấy tại một ngôi nhà ở Irvine. Và nhà chức trách đã mở một cuộc điều tra theo hướng đây có thể là một vụ giết người tự sát. Ba người này có thể đã chết hơn một năm, lên tới 18 tháng. Cảnh sát đến ngôi nhà thuộc khu nhà số 50 trên đường Riverboat lúc khoảng 10 giờ 30 phút sáng để kiểm tra tình trạng người ở trong nhà. Một số họ hàng của những người trong nhà đã gọi điện cho nhà chức trách Canada báo rằng họ đã không thể liên lạc với những cư dân trong nhà trong hơn một năm và cảm thấy rất lo ngại. Nhà chức trách Canada sau đó đã liên lạc với cảnh sát Irvine. Sở cảnh sát Irvine cho biết, ngôi nhà được cho là nơi ở của một người cha, một người mẹ và người con trai đã trưởng thành của họ. Khi cảnh sát bước vào nhà, thì họ tìm thấy 3 thi thể đã bị phân hủy nặng, có vẻ là người lớn. Theo điều tra viên, thì ngôi nhà không có dấu hiệu bị xâm nhập và không có người nào bị nghi là có liên quan đến sự việc. Họ cũng tìm thấy một khẩu súng tay. Có nhiều dấu hiệu cho thấy đây là một vụ bạo động trong gia đình dẫn đến một vụ giết người tự sát, sở cảnh sát nói nhưng không cho biết thêm chi tiết. Cảnh sát đã bắn chết một nghi can cướp ngân hàng. Vào trưa hôm thứ Năm thì một nghi can cướp ngân hàng đã thiệt mạng sau một vụ đụng độ với cảnh sát bên ngoài ở một tiệm fast food nổi tiếng ở Fontana, phía nam California. Ban đầu thì cảnh sát được gọi đến khu thương mại số 15100 trên đường Summit lúc gần 1 giờ 30 phút trưa sau tin báo về một vụ cướp ngân hàng tại Bank of America. Theo sở cảnh sát Fontana, một số nhân chứng đã nhìn thấy nghi can chạy bộ rời khỏi ngân hàng, băng qua bãi đậu xe và đi vào tiệm fast food Wendy's. Cảnh sát đến nơi và chặn đường nghi can khi người này đi ra từ tiệm Wendy's. Trong lúc đối đầu, cảnh sát đã nổ súng bắn chết nghi can ngay tại chỗ. Danh tính người này chưa được công bố. Cảnh sát cũng tịch thu một khẩu súng ngắn tại hiện trường. Không có người nào khác bị thương trong sự việc. 11 người Cali đã bị truy tố vì sắp xếp đám cưới giả, xin thẻ xanh cho 400 người nước ngoài. Theo thông báo của Bộ Tư pháp ngày thứ Năm, thì 11 cư dân sống tại Nam California đã bị truy tố vì điều hành một cơ quan chuyên tổ chức đám cưới giả, được cho là đã sắp xếp hàng trăm đám cưới giả nhằm giúp nhiều người nước ngoài trở thành thường trú nhân tại Hoa Kỳ. 8 trong số 11 bị cáo đã bị bắt tại California. Họ sẽ trình diện tại tòa liên bang ở Los Angeles và sau đó sẽ tiếp tục ra tòa ở Boston, Massachusetts. Các bị cáo đã bị truy tố tội thông đồng để làm đám cưới giả và gian lận hồ sơ di trú. Trong những người bị bắt thì có 4 người là công dân Mỹ, 1 người là công dân Ba Tây, Nam Mỹ, sống tại Anaheim và 6 người là công dân Philippines, sống tại Los Angeles. Theo cáo trạng thì bị cáo Marcialito Benitez, 48 tuổi, công dân Philippines sống tại Los Angeles, đã điều hành đường dây chuyên tổ chức đám cưới giả giữa người Mỹ và người nước ngoài. Cơ quan của Benitez sẽ giúp làm các loại giấy tờ kết hôn, dàn dựng đám cưới, nộp hồ sơ bảo lãnh nhập cư, hướng dẫn trả lời phỏng vấn để giúp khách hàng trở thành thường trú nhân. Giá của mỗi lần làm dịch vụ trọn gói này là từ 20.000 đến 30.000 đô la. Một trong các khách hàng nước ngoài của Benitez sống tại Massachusetts. Trong thời gian từ tháng 10 năm 2016 đến tháng 3 năm 2022, thì đường dây của Benitez đã giúp ít nhất 400 khách hàng nước ngoài được cư trú hợp pháp tại Hoa Kỳ. Trong một số trường hợp, khi người công dân Mỹ đóng vai người chồng xin bảo lãnh vợ trở nên không hợp tác, thì Benitez đã giúp khách hàng của ông ta xin được thẻ xanh bằng cách lợi dụng đạo luật chống bạo lực đối với phụ nữ. Khi khai trong hồ sơ di trú rằng người vợ nhập cư đã bị ngược đãi bởi người chồng Hoa Kỳ của họ. Theo nhà chức trách, thì tội thông đồng làm đám cưới giả có hình phạt tối đa là 5 năm tù, 3 năm giám sát và bị phạt tiền là 250.000 đô la.
Tòa đã kết tội giết người cấp độ 1 của một ông gốc Việt tại tiểu bang Maryland và có thể lãnh án chung thân. Hôm thứ Tư ngày 6 tháng 4, thì bồi thẩm đoàn tại Montgomery County thuộc tiểu bang Maryland đã kết tội giết người đối với ông Trần Văn Biết, 65 tuổi, vì đã gây ra cái chết cho một cô gái trẻ và khiến hai người khác bị thương vào năm 2020. Theo hồ sơ, thì vào ngày 11 tháng 5 năm 2020, ông Trần Văn Biết đã cãi nhau với anh Lục Quý, 32 tuổi, ở trong nhà của mẹ của anh Quý và cũng là bạn gái của ông Biết ở trên đường Balmoral Drive. Công tố viên cho biết ông Biết đã cầm dao trong bếp để tấn công anh Quý và quay sang tấn công hai người bạn của anh Quý là cô Phạm Linh, 23 tuổi, và cô Nguyễn Thị Ngọc, 23 tuổi. Cô Phạm Linh đã bị ông Biết đâm một nhát vào lưng và cô đã cố đẩy cô Ngọc vào trong phòng ngủ để được an toàn. Tuy nhiên, cô Ngọc cũng bị ông Biết đâm vài nhát trước khi họ kịp trốn vào phòng. Khi đến nhà thì cảnh sát thấy Ngọc bị thương nặng nhưng còn sống, còn Phạm Linh thì đã tắt thở. Anh Lục Quý bị những vết thương nhẹ ở ngoài da. Anh Quý cho biết anh và ông Biết đã cãi nhau về vấn đề tiền bạc có liên quan đến bệnh tai biến của người mẹ. Còn hai cô gái mới tới nhà thăm mẹ của anh Quý được vài tiếng thì xảy ra vụ việc. Theo hồ sơ của tòa, sau khi gây án mạng thì ông Biết đã gọi số 911 và thú nhận tội sát nhân. Ông yêu cầu cảnh sát đến bắt ông vào nhà giam. Hôm thứ Tư thì ông đã bị kết tội giết người cấp độ nghiêm trọng nhất vì gây ra cái chết cho cô Phạm Linh và hai tội mưu sát vì đã tấn công cô Ngọc và anh Lục Quý. Văn phòng biện lý cho biết ông Biết từng đi tù nhiều năm vì tấn công gây thương tích cho vợ của ông vào năm 1993. Công tố viên John McCarthy nói trong 20 năm qua ông Biết đã đâm chết một phụ nữ và tìm cách giết ba người khác. Ông ấy 65 tuổi và chúng tôi không muốn thấy ông ấy sống tự do trong cộng đồng thêm nữa. Dựa theo hồ sơ gây án của ông Biết trong quá khứ cũng như là vụ án mạng vào năm 2020, thì công tố viên John McCarthy cho biết rằng ông sẽ đề nghị thẩm phán mức án chung thân đối với ông Trần Văn Biết. Phiên tòa xét xử dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 20 tháng 9 năm 2022. Án mạng đã xảy ra khi người đàn ông dùng một chiếc xẻng đâm vào một chiếc xe tải ở Oakland. Một người đàn ông 41 tuổi đã bị bắt và bị buộc tội giết người. Người đàn ông 66 tuổi ở khu phố tàu của Oakland, hồ sơ tòa án cho thấy Kevin Mark đã bị bắt vào ngày 1 tháng 4 sau cái chết của Chilo Leon vào ngày 26 tháng 3, 8 ngày sau khi ông bị xe tải tông tại số 245 đường số 8. Báo cáo của cảnh sát chỉ ra rằng Leon dùng xẻng đâm vào chiếc xe tải nhỏ của Mark trước, khiến Mark lùi xe vào Leon và sau đó cố ý tăng tốc và lái chiếc xe tông vào Leon. Leon bị chiếc xe tải hất xuống đất và đập đầu. Sau đó ông ta được đưa đến bệnh viện nơi ông bị tổn thương não. Mark vẫn ở lại hiện trường và cung cấp sự việc cho cảnh sát. Giám sát video và lời khai của nhân chứng cho thấy đây là một hành động có chủ đích. Lúc đầu thì Mark bị bắt vì tội tấn công bằng vũ khí chết người và được tại ngoại vào ngày 16 tháng 3. Nhưng sau khi Leon chết thì Mark đã bị bắt vì tội danh giết người. Trong một cuộc phỏng vấn vào tuần trước với KTVU, con trai của Leon là Ken Leon đã chia sẻ đoạn video giám sát được đề cập đến trong báo cáo của cảnh sát, nói rằng anh ấy hy vọng sẽ tìm ra kẻ đã giết cha mình. Hôm thứ Năm thì Ken Leon nói rằng anh ấy không biết Park và không chắc liệu cha anh ấy có biết anh ấy hay không. Anh ấy nói thêm rằng anh ấy không biết chuyện gì đã xảy ra giữa cha mình và Park, nhưng nếu anh ấy đoán thì anh nghĩ rằng cha anh ấy có khả năng đang bảo vệ mình. Một con cáo bị bệnh dại đã cắn một nghị sĩ và 8 người khác ở gần Capitol Hill, thủ đô Washington DC. Ngày 6 tháng 4, thì cơ quan xét nghiệm y tế cộng đồng thủ đô Washington DC cho biết con cáo vừa bị bắt có dương tính với virus dại và nó đã cắn 9 người ở Capitol Hill và đã được chết nhân đạo để xét nghiệm bệnh dại.
Trước đó một ngày, thì cơ quan kiểm soát động vật thủ đô Washington đã bắt được con cáo khi nó hung hãn ở trong hoặc là gần khu vực Capitol Hill. Trong số người bị nó tấn công có dân biểu Amy Berra khi ông đang trên đường tới văn phòng ngày 4 tháng 4. Bác sĩ cho biết nghị sĩ đã được tiêm phòng bệnh dại. Hiện cơ quan kiểm soát động vật đang dán các tờ thông báo gần Capitol Hill để khuyến cáo những người có thể đã tiếp xúc với con cáo nhiễm virus dại liên hệ với cơ sở y tế để được kiểm tra sức khỏe. Máy bay Boeing 757 đã gãy đôi sau cú hạ cánh bất thành. Những người có mặt tại sân bay đã ghi lại được hình ảnh chiếc máy bay chở hàng của DHL trượt dài trên đường băng và gãy làm đôi sau cú hạ cánh ở Costa Rica. Chiếc Boeing 757-200 của hãng vận tải DHL đã không thể hạ cánh thành công xuống sân bay quốc tế Juan Santa Maria của Costa Rica, trượt dài trên đường băng trước khi lao sang bên cạnh với phần thân vỡ làm đôi. Tuy nhiên, DHL cho biết phi hành đoàn bình an vô sự và đang được đánh giá y tế tổng thể. Hình ảnh từ Lena Nation của Costa Rica cho thấy chiếc máy bay màu vàng với những dải sơn đỏ đặc trưng cùng logo của DHL nằm bên đường băng trong lúc lực lượng cứu hỏa tiếp tục phun bọt chữa cháy. Người ta cũng phải sử dụng thang để tiếp cận buồng lái máy bay. Luis Miranda Munoz là phó giám đốc cơ quan hàng không dân dụng của Costa Rica cho biết chiếc phi cơ đã phải hạ cánh khẩn cấp vì lỗi có vẻ như là với hệ thống thủy lực. Phi công yêu cầu hạ cánh khẩn cấp gần như khi máy bay mới cất cánh. Người phát ngôn của Boeing cho biết họ chưa thể đưa ra các câu trả lời có liên quan tới sự việc này. DHL và nhà chức trách sân bay cho biết họ đang phối hợp để di chuyển máy bay khỏi nơi nó gặp nạn. Sân bay được mở cửa trở lại không lâu sau sự việc đáng tiếc này. Ukraine đã tung một siêu bảo bối kẻ hủy diệt khiến quân Nga khiếp sợ. Theo như Newsweek, dẫn lời cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky cho biết rằng quân đội Ukraine đang sử dụng máy bay không người lái, kẻ hủy diệt để khiến binh sĩ Nga khiếp sợ vì nghĩ là họ bị truy đuổi bởi thiết bị trí tuệ nhân tạo Skynet như trong phim Hollywood. Ông Igor Novikov là cựu cố vấn của Tổng thống Zelensky đã chia sẻ điều mà ông gọi là câu chuyện nâng cao tinh thần chiến đấu của người Ukraine với người dẫn chương trình MSNBC Nicole Wallace. Theo đó, thì ông Novikov nói rằng quân đội Ukraine đang truy đuổi người Nga bằng cách sử dụng máy bay không người lái thương mại được ngụy trang để trông giống với những kẻ hủy diệt hư cấu từ Skynet, mạng lưới trí tuệ nhân tạo siêu việt có khả năng tự nhận thức và cố gắng tiêu diệt loài người trong một loạt phim Terminator, tức là kẻ hủy diệt nổi tiếng của điện ảnh Hollywood. Giải pháp sáng tạo thông minh được chúng tôi tìm ra để không lãng phí đạn dược, không lãng phí đạn pháo là lấy một chiếc máy bay không người lái thương mại có camera và ngụy trang nó để nó trông giống như nhân vật trong bộ phim Kẻ Hủy Diệt. Vì vậy, nó trông cực kỳ đáng sợ. Sau đó thì chiếc máy bay không người lái đó được điều khiển bay xung quanh nơi có binh lính Nga. Ông Novikov cho biết và khẳng định rằng động thái này nhằm khiến binh lính Nga cảm thấy họ đang bị truy đuổi bởi Skynet. Bạn sẽ làm gì nếu bạn là một người lính Nga và bạn nhìn thấy thứ gì đó giống như thuộc về Skynet? Bạn chạy đi đâu? Bạn chạy đến căn cứ của bạn và bằng cách đó thì họ dẫn chúng tôi đến căn cứ của họ. Sau đó pháo binh của chúng tôi chỉ việc bắn vào căn cứ và thế là chúng tôi không lãng phí bất kỳ quả đạn nào, ông Novikov nói thêm. Bên cạnh các máy bay không người lái thương mại được ngụy trang, vốn không thể thực hiện các cuộc tấn công đơn độc dù có vẻ ngoài trông có vẻ đáng sợ. Các lực lượng Ukraine cũng đang sử dụng máy bay không người lái vũ trang có khả năng tấn công thực sự vào binh lính và thiết bị quân sự của Nga. Tháng trước, thì quân đội Ukraine đã công bố một đoạn video quay cảnh một trong những máy bay không người lái Bayraktar TB2 do Thổ Nhĩ Kỳ sản xuất phá hủy các thiết bị của quân đội Nga.
phát ngôn viên ngũ giác đài là John Kirby, hôm 6 tháng 4 cũng cho biết Mỹ đã gửi 100 máy bay không người lái chiến thuật Switchblade cho quân đội Ukraine sử dụng để chống lại các lực lượng Nga. Ngôi sao loạt phim kẻ hủy diệt Arnold Schwarzenegger tháng trước cũng từng trực tiếp kêu gọi ông Putin chấm dứt cuộc chiến ở Ukraine. Nga đã bị Liên Hiệp Quốc loại ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc vào hôm thứ Năm đã sa thải Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền sau cáo buộc về việc vi phạm nhân quyền có hệ thống tại Ukraine. Ngay sau đó thì Nga đã thông báo rời khỏi hội đồng này. Trong cuộc bỏ phiếu do Hoa Kỳ đề nghị, 93 phiếu đã đồng ý yêu cầu Nga rút khỏi Hội đồng Nhân quyền, 24 phiếu chống và 58 nước đã bỏ phiếu trắng. Lên tiếng sau kết quả bỏ phiếu, Phó Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc là Gennady Kuzmin đã gọi sự bỏ phiếu này là hành động có mục tiêu chính trị và bất hợp pháp. Sau đó, thì ông Kuzmin thông báo Nga đã quyết định rời khỏi Hội đồng Nhân quyền, mỉa mai về việc này. Đại sứ Ukraine tại Liên Hiệp Quốc là Sergei Kislytsia nói không ai lại đi gửi thư từ chức sau khi đã bị sa thải. Nga hiện đang trong năm thứ hai của nhiệm kỳ 3 năm. Theo nghị quyết hôm thứ Năm, thì Đại Hội đồng Liên Hiệp Quốc có thể chấm dứt lệnh đình chỉ Nga sau này. Tuy nhiên, việc này sẽ không thể xảy ra nữa vì Nga hiện đã rời khỏi Hội đồng Nhân quyền. Trên thực tế, Hội đồng Nhân quyền không thể đưa ra bất kỳ quyết định nào có khả năng ràng buộc pháp lý. Quyết định của cơ quan này chỉ là các thông điệp chính trị. Tuy nhiên, Hội đồng có thể ra lệnh mở các cuộc điều tra. Vào tháng trước, thì Hội đồng đã mở cuộc điều tra về các cáo buộc vi phạm nhân quyền, bao gồm cả tội ác chiến tranh xảy ra tại Ukraine. Trước khi cuộc bỏ phiếu diễn ra, Nga đã khuyến cáo các nước bỏ phiếu thuận hoặc phiếu trắng sẽ bị coi là thiếu thân thiện với Nga và sẽ có hậu quả đối với quan hệ song phương. Việc một nước bị loại khỏi Hội đồng Nhân quyền hiếm khi xảy ra. Libya từng bị khai trừ vào năm 2011 vì lực lượng trung thành với nhà lãnh đạo Muammar Gaddafi có hành động bạo lực đối với người biểu tình. Hội đồng Nhân quyền có 47 thành viên đặt trụ sở chính tại Geneva, Thụy Sĩ. Một nhà báo Nga chống Putin đã bị tạt sơn có chất độc. Ông Dmitry Muratov, 60 tuổi, là một nhà báo của Nga từng đoạt giải Nobel Hòa bình, đã bị tấn công khi đang trên chuyến tàu từ Moscow đến Samara hôm thứ Năm. Ông Muratov là tổng biên tập của tờ báo Nga Novaya Gazeta, một phương tiện truyền thông độc lập thường chỉ trích chính phủ của Tổng thống Vladimir Putin. Theo lời kể của Muratov trên báo mạng Novaya Gazeta Europe và Telegram, thì một người đàn ông không rõ danh tính đã hét vào mặt của ông Muratov và ném sơn đỏ vào ông ta. Nhà báo cho biết kẻ tấn công được cho là đã hét lên Muratov, đây là cho các chàng trai của chúng ta, có thể ám chỉ quân đội Nga đang có mặt tại Ukraine. Họ đổ sơn dầu với chất acetone trong khoang. Mắt tôi bỏng rát kinh khủng, ông Muratov nói sau vụ tấn công. Theo báo Novaya Gazeta Europe, hình ảnh hậu quả cho thấy lớp sơn đỏ như máu bao phủ cơ thể và quần áo của ông Muratov, cũng như khoang tàu và đồ đạc của ông. Kirill Martinov, biên tập viên của Novaya Gazeta Europe, đã viết tweet rằng Muratov đã được chăm sóc y tế, nhưng thị lực của ông có thể bị ảnh hưởng bởi sơn. Vào năm ngoái, thì ông Muratov đã được trao giải Nobel Hòa bình cùng với nữ ký giả Philippines Maria Ressa vì công việc của họ là chống tham nhũng và đàn áp của chính quyền. Tờ Novaya Gazeta do ông Muratov đồng sáng lập vào năm 1991 đã trở thành tờ báo của những người ủng hộ dân chủ và tự do ngôn luận ở Nga. Nhưng 6 trong số các nhà báo của tờ báo đã bị giết trong những năm qua vì công việc của họ khiến chính phủ và quân đội Nga ra tay trấn áp. Khi Nga mở cuộc chiến xâm lăng Ukraine, tờ báo của ông Muratov đã phải ngừng xuất bản vì áp lực của chính phủ Putin. Một số nhà báo của tờ báo đã phải bỏ trốn khỏi Nga,
và thành lập Novaya Gazeta Europe, một phương tiện độc lập với tên gọi từ gốc Nga. Mỹ lần đầu bổ nhiệm một phụ nữ da đen làm thẩm phán tòa tối cao, được biết bà do Biden đích thân đề cử. Ngày 7 tháng 4, thì Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn một đề cử Ketanji Brown Jackson làm nữ thẩm phán thứ 116 của Tòa án tối cao Mỹ với 53 phiếu thuận và 47 phiếu chống. Jackson đã nhận được sự ủng hộ tuyệt đối của Đảng Dân Chủ cùng với các lá phiếu tán thành mang tính quyết định của ba thượng nghị sĩ Cộng Hòa. Lãnh đạo phe Dân Chủ ở Thượng viện Chuck Schumer chia sẻ: "Đây sẽ là khoảnh khắc vô cùng tuyệt vời đối với thẩm phán Jackson, và một điều tuyệt vời hơn nữa đối với nước Mỹ là khi lưỡng đảng ngày càng thống nhất." Được biết, Jackson là ứng viên đầu tiên được ông Joe Biden đề cử cho vị trí thẩm phán tòa án tối cao. Hiến pháp Mỹ quy định các thẩm phán tòa án tối cao do Tổng thống đề cử, Thượng viện phê chuẩn sẽ làm việc với nhiệm kỳ trọn đời. Theo đó, Jackson sẽ tiếp nhận vị trí của thẩm phán Stephen Breyer khi ông về hưu vào tháng 9 tới. Jackson cũng là nữ thẩm phán da đen đầu tiên trong lịch sử tòa án tối cao Mỹ. Trung Quốc dọa sẽ trả đũa nếu bà Pelosi thăm Đài Loan. Chuyến đi đã bị hoãn ngay sau đó. Thứ Tư ngày 7 tháng 4, truyền thông Nhật Bản đưa tin Chủ tịch Hạ viện Mỹ là Nancy Pelosi sẽ có chuyến thăm tới Đài Bắc là thủ đô của Đài Loan vào tuần tới. Tuy nhiên, phía Đài Loan cũng như văn phòng của bà Pelosi chưa xác nhận hay phủ nhận thông tin này. Cùng ngày, thì người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là ông Triệu Lập Kiên khẳng định rằng Bắc Kinh cực lực phản đối giới nghị sĩ Mỹ tới thăm đảo Đài Loan. Ông Triệu yêu cầu Mỹ phải tuân thủ nguyên tắc một Trung Quốc, trong đó phải coi Đài Loan là một phần lãnh thổ của Trung Quốc và Trung Quốc chính là đại diện hợp pháp duy nhất. Ông Triệu yêu cầu Mỹ phải hủy ngay chuyến thăm của bà Pelosi. Chúng tôi sẽ có các biện pháp đáp trả mạnh mẽ để bảo đảm toàn vẹn lãnh thổ và an ninh quốc gia của mình. Chỉ ít giờ sau khi Trung Quốc đưa ra cảnh báo, văn phòng Chủ tịch Hạ viện thông báo bà Nancy Pelosi dương tính với COVID-19 và sẽ hoãn chuyến công du châu Á của bà. Hồi tháng 1 năm ngoái, Bắc Kinh cũng đã có những phản ứng gay gắt và đe dọa sẽ có hành động trả đũa nếu như chính quyền của ông Donald Trump khi đó cử đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đến Đài Loan. Chuyến đi sau đó cũng đã bị hủy với lý do Bộ Ngoại giao đang trong giai đoạn chuyển giao quyền lực cho chính quyền của ông Joe Biden. Cựu quan chức ICE đã khuyên thống đốc Texas tuyên bố biên giới bị xâm lược để ngăn chặn làn sóng di cư. Hôm thứ Ba ngày 5 tháng 4, AP đưa tin ông Tom Homan là cựu giám đốc cơ quan thực thi di trú và hải quan Mỹ, viết tắt là ICE, đã lên tiếng thúc giục thống đốc Texas là Greg Abbott cần phải tuyên bố biên giới Mỹ-Mexico đã bị xâm lược bởi di dân và phải huy động vệ binh quốc gia. Chỉ trong tuần trước, trung bình mỗi ngày có khoảng 7.100 người di cư tới biên giới Mỹ-Mexico. Ước tính, con số này sẽ tăng lên 18.000 sau khi quy định số 42 chính thức kết thúc vào tháng 5 tới. Tuần trước, thì chính quyền của ông Joe Biden tuyên bố sẽ chấm dứt áp dụng quy định số 42, một chính sách hạn chế di dân nhằm phòng chống dịch bệnh COVID-19. Do đó, ông Abbott cho biết ông sẽ phải đưa ra các biện pháp vô tiền khoáng hậu để ngăn dòng người di cư vào tiểu bang Texas. Ông Abbott đã cho dựng thêm các rào chắn tại dọc theo biên giới và cho phép cảnh sát tiểu bang bắt giữ người nhập cư với tội xâm nhập bất hợp pháp. Các cựu quan chức di trú dưới thời cựu Tổng thống Donald Trump tuyên rằng Texas và Arizona có thể điều động lực lượng vệ binh quốc gia hoặc cảnh sát tiểu bang để ngăn người di cư vượt biên qua Mỹ, bất chấp các quy định về di trú và quy trình hành pháp. Trong triển lãm An ninh biên giới vào hôm thứ Ba, thì ông Homan nhận định rằng văn phòng thống đốc Abbott sẽ cân nhắc về kế hoạch này, nhưng họ không đưa ra cam kết cụ thể. Phần chia sẻ của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới.
Xin chào và hẹn gặp lại.